Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, dịch COVID-19 có xu hướng diễn biến phức tạp và số ca mắc trong nước thì tăng lên mỗi ngày. Trong khi đó, thì các biến chủng mới của SARS-CoV-2 xuất hiện ngay càng khiến cho nhiều người hoang mang lo lắng. Và trước thực trạng này, thì để gia tăng sức đề kháng là một trong những biện pháp được ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cả gia đình. Hệ miễn dịch được xem như một lá chắn vững chắc, có vai trò quan trọng giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh từ bên trong lẫn bệnh nhiễm trùng bên ngoài, giúp con người phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng như hiện nay. Theo các chuyên gia, xây dựng một chế độ ăn uống dinh dưỡng, khoa học, bổ sung dưỡng chất cần thiết sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch một cách hiệu quả nhất. Với mong muốn đồng hành cùng người dân trong công cuộc cải thiện sức đề kháng và hệ miễn dịch trong mùa dịch, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nafaco đã nghiên cứu và cho ra thị trường dòng sản phẩm Ancovimil được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại, khép kín, đạt chuẩn GMP với thành phần dinh dưỡng cao, an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Vâng, trên thị trường hiện nay là có cái sản phẩm sữa Ancovi. Thế thì nó cũng có một cái tác dụng rất định là tốt đối với lại cái việc tăng cường sức đề kháng của cơ thể, tăng cường cái miễn dịch của cơ thể. Tại sao như vậy? Thì thành phần của cái sữa Ancovi này á, là nhà sản xuất người ta đã bổ sung, trong đó có một cái thành phần quan trọng đó là sữa non. Thế thì đặc biệt của sữa non là nó có cái hàm lượng protein rất là cao, hàm lượng kháng thể rất là cao, và đặc biệt là cái IgG, tức là cái immunoglobulin C, là một trong năm cái kháng thể mà giúp cho cơ thể tăng cường cái miễn dịch khi mà sử dụng cái nguồn sữa non. Đấy là một cái sản phẩm mà rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn có cái lactoferrin, thế rồi cái selen hữu cơ hoặc là cái beta glucan, thì đây là cũng là những cái thành phần mà để giúp cho cơ thể tăng cường cái miễn dịch, tăng cường cái khả năng đề kháng của cơ thể đối với lại tác nhân gây bệnh, cụ thể là đối với vi khuẩn, virus, và ở đây trong cái giai đoạn này là cái SARS-CoV. Thứ hai nữa là cái sản phẩm này ấy, là nó có một cái sử dụng là giúp tăng cường cái chất để giúp tăng cường cái khả năng hô hấp, đó là bổ sung cái phytosome hoặc là cái bromelain. Thì đây là những cái hoạt chất mà giúp bảo vệ cái đường hô hấp rất là tốt. Và điểm thứ ba nữa là hỗ trợ tăng cường cái não bộ, tăng cường cái sức khỏe của não bộ, bảo vệ cái não bộ do hậu COVID. Ở đây cái sản phẩm Ancovi này người ta bổ sung cái omega 3. Chúng ta biết rằng omega 3 là có ba cái chất chính ở trong omega 3, đó là cái DHA, cái EPA và cái ALA. Nó có các hoạt chất này thì nó sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho não bộ. Cuối cùng nữa là cái sản phẩm Ancovi này nó có bổ sung 24 tỷ lợi khuẩn cùng với lại cái phốt, tức là cái chất xơ hòa tan, viết tắt của từ là fructooligosaccharide. Thì đây là những cái mà giúp cho cái hệ tiêu hóa của cơ thể là được khỏe mạnh và hấp thu thức ăn cũng như là tiêu hóa thức ăn, giúp cho cơ thể hấp thu được các cái dưỡng chất vào cơ thể và đảm bảo là cơ thể nó có cái sức khỏe tốt hơn hay là có sức đề kháng tốt hơn trong cơ thể. Thế thì ngoài những cái ưu điểm, tất cả những cái ưu điểm như tôi vừa nói và bốn cái nhóm thành phần như vậy, do đó cho nên là cái Ancovi có thể sử dụng trong cái giai đoạn này rất là phù hợp. Chính bởi ưu điểm là thương hiệu uy tín, sản phẩm chính hãng, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng mà dòng sản phẩm Ancovimil hiện đang được rất nhiều người tiêu dùng ưu ái sử dụng nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình, đặc biệt là những người bệnh F0 đang cần hồi phục sức khỏe sau khi khỏi bệnh. Thời gian vừa rồi thì mình cũng bị Covid và cũng mới khỏi được khoảng một tháng trở lại đây thôi. Mà cái thời gian đấy, cơ thể nó rất là mệt mỏi này, suy nhược và chán ăn lắm, không hề có cảm giác thèm ăn một tí nào luôn. Thành ra là mình cũng rất là lo lắng và cũng đặc biệt quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Chính vì cái thời điểm đấy không ăn được gì cả, nên là mình cũng đã tìm hiểu và bổ sung thêm cái sản phẩm sữa dinh dưỡng Ancovi. Và sau một thời gian sử dụng ấy thì mình thấy là cái tình trạng là mệt mỏi này hay là suy nhược cơ thể ấy, là gần như nó đã được cải thiện hoàn toàn rồi. Và đặc biệt ấy là cái thời điểm đấy sau khi mà sử dụng sữa xong ấy thì ăn uống ngon miệng cực kỳ luôn, bữa nào là cũng thoải mái 2-3 bát cơm luôn. Và đến thời điểm hiện tại ấy, thì mình cũng vẫn đang sử dụng sữa Ancovi để tăng cường đề kháng sức khỏe hàng ngày. Đối với việc tăng cường đề kháng mùa dịch ấy, thì tôi có tìm hiểu khá nhiều. Bên cạnh tìm hiểu cái việc làm sao cho mình có một chế độ sinh hoạt khoa học hơn này, để mình có thể tập thể dục thường xuyên hàng ngày, thì tôi có cũng sử dụng thêm một số sản phẩm tăng cường. Lúc đó thì tôi có biết và sử dụng sữa dinh dưỡng Ancovi. Sữa này thì khá dễ uống, không quá ngậy.
Sau khi sử dụng được một thời gian ý, thì tôi cảm thấy cơ thể của mình nó khỏe mạnh hơn, tinh thần sảng khoái hơn, ăn tốt hơn, ngủ ngon hơn. Hiện nay, để tăng cường sức đề kháng, bên cạnh việc tuân thủ chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, chúng ta cũng có thể sử dụng thêm một số sản phẩm bổ sung từ sữa dinh dưỡng nhằm nâng cao sức khỏe tốt hơn.